Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân biệt một số cách nói với cái nghĩa là đương nhiên. Chúng ta có khá nhiều từ trong tiếng Nhật với nghĩa là đương nhiên, đúng không ạ? Có thể kể ra như là mochiron, atarimae, hoặc là thousen, hoặc là cái cách nói cao cấp hơn một chút ở N1 đó là motomo. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng phân tích những cái trường hợp đấy nó khác nhau như thế nào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nói về từ atarimae. Atarimae thì với cái nghĩa là đương nhiên, một điều gì đó là hiển nhiên, đương nhiên, theo lẽ thông thường, theo những kiến thức thông thường, joshiki. Và bởi vì nó là những cái điều đương nhiên, theo lẽ thông thường ấy, nên nó cũng có thể được hiểu là những cái điều tsunakoto, những cái điều hết sức bình thường. Và vì cái ý nghĩa như thế, thế nên thường đây sẽ không phải là một cái cách dùng phù hợp lắm khi mà chúng ta dùng cho những cái đối tượng là người bề trên. Nhiều bạn ấy thì sẽ hỏi là vậy thì cái atarimae và cái từ thousen nó khác nhau như thế nào? Người ta nói rằng là cái từ thousen của chúng ta ấy, cái chữ đương nhiên á, thì cái chữ tiền người ta cũng đọc là zen, đúng không? Và bởi vì là có khi là người ta viết cùng trùng một cái âm đọc, người ta viết sai đi, dù là nó là khác chữ kanji nhưng mà cùng cái âm đọc, đúng không ạ? Thì nó sẽ thành chữ đương và chữ tiền này. Và bởi vì viết thành chữ tiền như vậy nên là từ cái từ thousen người ta mới viết thành cái từ atarimae. Đấy là cái người ta đưa ra cái xuất xứ, cái nguồn gốc motomoto vốn dĩ của cái từ atarimae. Nên có thể thấy là về căn bản giữa atarimae và thousen nó có cái sắc thái ý nghĩa giống nhau. Bởi vì là vốn dĩ atarimae được sinh ra từ thousen, đúng không ạ? Và tuy nhiên thì nó vẫn sẽ có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là atarimae chỉ được sử dụng với cái tư cách là một danh từ hoặc là một tính từ, chứ không được sử dụng với tư cách là một phó từ. Còn với thousen thì về cơ bản cái mặt ý nghĩa của nó giống với atarimae. Tuy nhiên ý, thì thousen là một cái cách nói nó cứng hơn và nó thường sẽ được sử dụng trong cái dạng văn viết nhiều hơn. Và cái điểm khác biệt nữa là thousen nó có thể dùng cho những cái trường hợp mang tính chất trang trọng hoặc là dùng cho người bề trên. Thêm một cái điểm khác biệt nữa là thousen vừa có thể được sử dụng là danh từ hoặc là tính từ giống như atarimae và đồng thời nó cũng có thể được sử dụng là phó từ. Vậy nên các bạn có thể thấy là có những cái trường hợp mà chúng ta có thể thay thế giữa atarimae và thousen cho nhau. Ví dụ như là tức giận là chuyện đương nhiên, okotte atarimae da. Hoặc là thắng là đương nhiên rồi, katte atarimae da. Thì người ta cũng có thể thay thế bằng te thousen da. Tức là chúng ta có thể dùng một cái dạng là động từ chia về ve te thousen da hoặc là te atarimae da. Đó là cái chuyện đương nhiên theo cái lẽ thông thường. Hoặc là cũng có thể sử dụng ở cái dạng là động từ chia về nguyên thể no ga thousen da hoặc là no wa thousen da hoặc là atarimae da. Cái việc gì đó là đương nhiên. Chẳng hạn như là trẻ con thì đến trường đi học là một cái chuyện đương nhiên rồi. Gakko ni iku koto ga atarimae. Tuy nhiên, giống như lúc nãy khi mà chúng ta phân biệt về dạng thức của atarimae và thousen thì các bạn thấy rằng là thousen có thể được sử dụng ở dạng phó từ, còn atarimae thì không thể sử dụng ở dạng phó từ được. Thế nên trong cái câu này thousen iku beki da, đương nhiên là nên đi, thì chúng ta không thể thay thế bằng atarimae trong cái trường hợp này được, bởi vì là ở đây thousen đóng cái vai trò chức năng là một phó từ. Ngoài ra còn một cái sự khác biệt nữa, đó là atarimae thì nó có thể dùng với cái nghĩa là tsu, bình thường. Nó có thể thay thế cho những cái từ ví dụ như là nami hoặc là tsu khi mà chúng ta kết hợp với một cái danh từ đằng sau. Ví dụ như là một cô gái hết sức bình thường, không có gì đặc biệt nổi trội cả, thì các bạn có thể dùng là tsu no onnanoko. Và thay vào đó thì các bạn cũng có thể sử dụng là atarimae no onnanoko. Hoặc là mình là một con người hết sức bình thường chẳng hạn, đó thì chúng ta sẽ dùng là goku atarimae no ningen. Hoặc là một cuộc sống hết sức bình thường, atarimae no seikatsu. Tuy nhiên, đây là cái cách dùng riêng của atarimae, thế nên các bạn sẽ không bao giờ thay thế trong cái trường hợp này bằng thousen được. Ví dụ như chúng ta sẽ không nói là thousen no seikatsu, sẽ không nói như vậy. Đó thì nãy giờ chúng ta đã nhìn ra được cái sự khác biệt giữa atarimae và thousen. Đương nhiên là vẫn có rất nhiều trường hợp nó có thể thay thế được cho nhau, nhưng nó vẫn có cái sự khác biệt riêng của nó, và trong những trường hợp đấy thì chúng ta sẽ không thể thay thế được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang từ mochiron. Chúng ta có một ví dụ như thế này. Ý nghĩa của câu này là không được vứt xác ra đường. Trường hợp đầu tiên thì chúng ta có thể danh từ hóa nó bằng no wa,
Vế đuôi đằng sau là Tōzen no koto da. Ok, cách dùng này ok đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể thay thế bằng Atarimae no koto da. Tuy nhiên trong trường hợp này thì các bạn lại không thể sử dụng bằng cách là danh từ hóa no wa mochiron da, mà các bạn sẽ phải biến đổi bằng cách là đưa mochiron lên đầu. Vậy thì một cái sự khác biệt giữa mochiron và atarimae tōzen đó là mochiron dùng để nhấn mạnh cái sắc thái đương nhiên và nó sẽ được dùng ở giữa hoặc là đầu câu. Vậy nên trong trường hợp lúc nãy chúng ta sẽ để cái mochiron ở đầu câu chứ chúng ta không để cái phần mochiron ở cuối câu như vậy. Ngoài ra thì mochiron cũng sẽ được sử dụng đơn lẻ để khẳng định, nhấn mạnh đối với câu hỏi của đối phương. Ví dụ như là người mẹ hỏi rằng là con có học hành tử tế không đấy? Chan to benkyou shite ru? Thì đứa con nói muốn nhấn mạnh cái câu trả lời. Đương nhiên rồi, tất nhiên là con đang học hành rất là tử tế rồi. Mochiron. Đó, thì cái trường hợp này mochiron sẽ đứng một mình để khẳng định, nhấn mạnh đối với câu hỏi của đối phương. Và một cái điểm các bạn có thể dễ dàng thấy rằng là mochiron vừa được sử dụng trong cả văn nói và vừa được sử dụng trong cả văn viết. Ví dụ như ở N2 chúng ta có học một cái mẫu là A là đương nhiên, hơn thế nữa B như thế nào đó đúng không ạ? A và mochiron B mộ. Ví dụ như là anh ta đương nhiên là có thể nói được tiếng Anh rồi, nhưng mà hơn thế nữa là anh ta còn nói được cả tiếng Trung Quốc cơ. Đúng không? Chúng ta có thể dùng là Eiko wa mochiron chikokuko mo hanasu koto ga dekimasu. Và khi nói về mochiron thì chúng ta cũng có một cái từ nữa nó gần gần nghĩa, đó là từ mudon. Mochiron thì viết bằng từ kanji như thế này, gồm chữ vật và chữ luận. Còn mudon thì viết bằng từ kanji này, gồm chữ vô và chữ luận. Vô luận mudon tức là không cần phải bàn cãi, đó là một cái điều đương nhiên rồi. Mochiron, vật luận tức là một cái chuyện gì đó là tất nhiên rồi, đương nhiên rồi. Thì cái điểm khác biệt giữa hai cụm từ này như sau. Mudon thì hầu như là không được sử dụng trong giao tiếp mà chủ yếu là dùng trong văn viết. Còn mochiron thì có thể sử dụng trong cả văn nói và văn viết. Tiếp theo chúng ta có một cái cách nói nữa với nghĩa là tất nhiên mà chúng ta sẽ học ở trong phần kiến thức của N1. Đó là cái mẫu là no là danh từ hóa này, mo, motomo da, hoặc là no wa motomo da. Bản chất của cái trường hợp là motomo nó sẽ bằng với tōzen, bằng với atarimae. Tuy nhiên thì nó không được sử dụng một cái dạng là động từ chia với VT đâu, mà nó sẽ là danh từ hóa bằng no wa. Thường ấy thì nó hay dùng với nghĩa là người ta thực hiện một cái hành động gì đó, hoặc là cái hành động đấy cũng là một cái chuyện là đương nhiên. Ví dụ như là bởi vì là không có giữ lời hứa nên là mẹ tức giận cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hoặc là bởi vì là anh ta thì lần đầu tiên gặp bố mẹ của cô gái nên là anh ta căng thẳng. Kincho suru, đó cũng là một cái chuyện mà tôi nghĩ là hết sức là bình thường, hết sức là đương nhiên. Kincho suru no mo motomo da to moimasu. Ngoài những cách dùng mang ý nghĩa là đương nhiên mà chúng ta đã cùng điểm qua từ nãy đến giờ thì chúng ta còn có rất rất nhiều những cách dùng khác nữa cũng với nghĩa là đương nhiên. Ví dụ như là khi mà các bạn học lên N1 ấy thì có những cái cách nói như là yumade mo naku, là một cái chuyện gì đó cũng hết sức là đương nhiên, hết sức là bình thường, mọi người đều biết rồi, không cần thiết phải nói đến. Hoặc là Ibazu Mogana, đó là những cái phần ngữ pháp mà chúng ta học ở N1. Ibazu Mogana thì có hai nghĩa nhé. Một là gì? Dám mà không nên nói thì tốt hơn. Iwanai ho ga ii. Còn nghĩa thứ hai thì nó bằng với Yumade mo nai, với nghĩa là gì? Không cần thiết phải nói. Thì cái phần liên quan đến Ibazu Mogana thì mình sẽ thực hiện trong một cái video khác, bởi vì đây là một cái mẫu ngữ pháp của N1. Tuy nhiên thì nó lại ít được đề cập đến, và gần như là không được đề cập đến trong các giáo trình học ngữ pháp của N1. Còn bây giờ thì video ngày hôm nay của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.